chào các bạn. Chào mừng các bạn đã tới với phần 2 của bài 27 trong chương trình 4 Skill English. Và chủ đề ngày hôm nay là Where is the supermarket? Trong phần 2 này, các bạn sẽ cùng mình luyện nghe lại từng đoạn trong cuộc hội thoại của bài 27. Và nghe đến đâu, các bạn sẽ ngay lập tức cùng mình luyện nói đáp án chính xác của phần đó. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu với đoạn đầu tiên trong cuộc hội thoại nhé. Excuse me, where is the supermarket? Go to the end of this street. It's on your right. And where is the lower secondary school? It's in Lazuan Street. Take the second right, and it's on your left. Excuse me, where is the supermarket? Go to the end of this street. It's on your right. And where is the lower secondary school? It's in Lazuan Street. Take the second right, and it's on your left. Phần đầu tiên. Excuse me, where is the supermarket? Một người lạ hỏi bố bạn Duy, xin lỗi, siêu thị ở đâu ạ? Say it again. Excuse me, where is the supermarket? Khi muốn nói, bắt đầu cuộc trò chuyện hoặc nhờ ai cái gì đó, các bạn có thể dùng cụm excuse me là xin lỗi. Say it again. Excuse me. Siêu thị ở đâu ạ? Hay là siêu thị ở đâu nhỉ? Mình có thể nói là where is the supermarket? Từ để hỏi ở đâu là where. Say it again. Where is the supermarket? One more time. Where is the supermarket? Very good. Và bố của bạn Duy trả lời, go to the end of this street. It's on your right. Hãy đi tới cuối của con phố này và nó ở phía bên phải của bạn. Say it again. Go to the end of this street. It's on your right. Mình cùng tập nói lại từng phần. Hãy đi tới cuối của con phố này là go to the end of this street. Cuối của cái gì mình dùng cụm the end of something. Cuối của con phố này là the end of this street. Và cả cụm của chúng ta hãy đi tới cuối của con phố này là go to the end of this street. Nó ở phía bên phải của bạn. It's on your right. Cả cụm ở phía bên phải của bạn là on your right. Và ở đây cả câu là is on your right. Khi nói nhanh có thể nối âm is với on thành is on. Is on your right. Very good. Cả câu của chúng ta, các bạn nhìn lên và nói lại cùng mình. Go to the end of this street. Is on your right. Very good. Tiếp sau đó, bạn này lại hỏi tiếp. Và còn trường trung học cơ sở thì ở đâu nhỉ? Bạn ấy hỏi là and where is the lower secondary school? Say it again. And where is the lower secondary school? Các bạn chú ý cả cụm từ chỉ trường trung học cơ sở trong tiếng Anh là lower secondary school. Các bạn tập để quen nói thành cả cụm như vậy nhé. Say it again. Lower secondary school. Và cả câu của chúng ta là and where is the lower secondary school? Again, and where is the lower secondary school? Very good. Và bố của bạn Duy trả lời, it's in Lezhen Street. Take the second right and it's on your left. Trường học đó thì ở trên phố Lezhen. Hãy rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai và nó ở phía bên trái của bạn. Mình cùng tập nói lại từng phần nhé. Đầu tiên, nó ở phố Lê Duẩn. It's in Lê Duẩn Street. Khi ở con phố nào, các bạn dùng giới từ in. Mình cùng nói lại cả câu. It's in Lê Duẩn Street. Có thể có nối âm. One more time. It's in Lê Duẩn Street. Hãy rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai. Có nghĩa là đi mà thấy rẽ phải được cái chỗ đầu tiên thì mình không rẽ. Mình đến chỗ thứ hai mà rẽ được thì mình mới rẽ. Say it again.
Take the second right. Again, take the second right. Và nó nằm ở phía bên trái của bạn. And it's on your left. Say it again. And it's on your left. Ở đây có nối âm is on thành is on. Say it again. And it's on your left. Cả câu chỉ đường của chúng ta là it's in Lezhen Street. Take the second right and it's on your left. Very good. Excuse me, where is the supermarket? Go to the end of this street. It's on your right. And where is the lower secondary school? It's in Lezhen Street. Take the second right and it's on your left. Vừa rồi, các bạn đã cùng mình luyện nghe và nói theo đáp án của phần đầu tiên trong đoạn hội thoại rồi. Bây giờ chúng ta cùng luyện nghe lại tiếp tục phần thứ hai trong cuộc hội thoại nhé. Great. Where can I have some coffee? Quinn Cafe in Trang Quang Ju Street is a good one. How can I get there? First turn left, then turn right. Go straight, it's on your left. Great. Where can I have some coffee? Quinn Cafe in Trang Quang Ju Street is a good one. How can I get there? First turn left, then turn right. Go straight, it's on your left. Đáp án của phần này là Great, where can I have some coffee? Thật tuyệt, và vậy thì tôi có thể uống cà phê ở đâu nữa nhỉ? Say it again. Great, where can I have some coffee? Đầu tiên, khi được hướng dẫn chỉ đường rồi, thì bạn thấy rất tuyệt vời, nên bạn ấy nói là great. Again, great, thật tuyệt. Và bạn ấy hỏi thêm là bạn ấy có thể uống cà phê ở đâu, thì bạn ấy nói là where can I have some coffee? Các bạn chú ý, ở đây không dùng động từ drink, mà đây dùng cả cụm là where can I have some coffee? Thay vì dùng là drink coffee, bạn ấy dùng là have some coffee với nghĩa tương đương. Các bạn nói lại cả câu cùng mình nhé. Where can I have some coffee? Và cả câu của bạn ấy nói là great, where can I have some coffee? Break it. Và bố của bạn Duy có trả lời Quinn Cafe in Trần Quang Diệu Street is a good one. Quán cà phê Quỳnh ở phố Trần Quang Diệu là một quán cà phê tốt. Mình cùng nói lại, quán cà phê Quỳnh ở phố Trần Quang Diệu là Quỳnh Cafe in Trần Quang Diệu Street. Các bạn chú ý đây mới chỉ là cụm, không phải là một câu đầy đủ, nên không có động từ to be ở đây nhé. Say it again. Quỳnh Cafe in Trần Quang Diệu Street. Cả cụm in Trần Quang Diệu Street là bổ nghĩa cho Quỳnh Cafe để chỉ rõ địa điểm. Và cả cụm này mới là chủ ngữ. Và phần vị ngữ ở đây là is a good one, là một quán cà phê tốt. Mình cùng nói lại cả câu là Quinn Cafe in Trần Quang Diệu Street is a good one. Có thể có nối âm nữa, is a good one, is a, các bạn chú ý ở đây. Mình cùng nói lại cả câu là Quinn Cafe in Trần Quang Diệu Street is a good one. Very good. Và sau đó bạn ấy hỏi tiếp, vậy làm cách nào bạn ấy có thể tới đó được? How can I get there? Các bạn chú ý để ghi nhớ câu hỏi luôn ạ. Say it again. How can I get there? Làm thế nào, mình dùng từ để hỏi how. Có thể mình thêm trợ động từ ở đây là can. Và khi đọc lướt thì nghe như can. How can I get there? Tới đó ạ, get there. Mình nói lại cả câu là how can I get there? Again, how can I get there? Very good. Và bố bạn Duy chỉ đường. First, turn left. Then, turn right. Go straight. It's on your left. Đầu tiên thì hãy rẽ trái. Sau đó rẽ phải. Đi thẳng thì nó ở bên trái của bạn. Chúng ta tập nói lại từng phần nhé. Đầu tiên rẽ trái là first, turn left. Again, first, turn left. Bước thứ hai,
Sau đó rẽ phải. Then turn right. Say it again. Then turn right. Và bước tiếp theo sau khi rẽ phải rồi thì đi thẳng. Go straight. One more time. Go straight. Và đi thẳng như vậy thì nó sẽ ở bên trái của bạn. It's on your left. One more time. It's on your left. Và cả câu đầy đủ chỉ đường của chúng ta là first, turn left, then turn right, go straight, it's on your left. Very good. Great. Where can I have some coffee? Quinn Cafe in Trang Quang Ju Street is a good one. How can I get there? First turn left, then turn right. Go straight, it's on your left. Vừa rồi các bạn đã cùng mình nghe lại và phân tích đoạn thứ 2 trong cuộc hội thoại giữa bố bạn Duy và một người hỏi đường. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nghe lại đoạn thứ 3, cũng là đoạn cuối cùng trong bài nhé. How about an art gallery? First take the third left, then go to the end of Leloy Street, and it's on your right. How about an art gallery? First take the third left, then go to the end of Leloy Street, and it's on your right. Đáp án của phần này là how about an art gallery? Là còn phòng trưng bày nghệ thuật thì sao? Ý là chỉ đường tới đây như thế nào? Các bạn nói lại cùng mình. How about an art gallery? Từ chỉ nghệ thuật trong tiếng Anh là art. Again, art. Phòng trưng bày hay triển lãm là gallery. Trọng âm và âm đầu tiên. Say it again. Gallery. Phòng trưng bày hay triển lãm nghệ thuật là art gallery. Again, art gallery. Cả câu của chúng ta là how about an art gallery? Again, how about an art gallery? Right? Và bố bạn Duy tiếp tục chỉ đường. First, take the third left. Đầu tiên, hãy rẽ trái ở ngã rẽ thứ 3. Có nghĩa là mình đi ngã rẽ đầu tiên rẽ trái được mình không rẽ, ngã thứ 2 rẽ trái được cũng không rẽ. Tới ngã rẽ thứ 3 thì mình mới rẽ. Say it again. First, take the third left. Và sau đó đi tiếp như thế nào? Bố bạn Duy chỉ là then go to the end of Lê Lợi Street. Đi tới cuối đường của phố Lê Lợi. Mình cùng nói lại nhé. Sau đó là then. Again, then. Đi tới cuối của phố Lê Lợi. Go to the end of Lê Lợi Street. One more time. Go to the end of Lê Lợi Street. Mình cùng nói lại cả cụ. Then go to the end of Lê Lợi Street. Và cuối cùng thì sao? Và cuối cùng thì nó sẽ ở phía bên phải của bạn. And it's on your right. Again, and it's on your right. Các bạn chú ý phần nối âm luôn ạ. It's on your right. Mình cùng nói lại cả câu là and it's on your right. Very good. How about an art gallery? First take the third left, then go to the end of Leloy Street, and it's on your right. Vừa rồi các bạn đã cùng mình luyện nghe lại cũng như tập phản xạ nói theo toàn bộ cuộc hội thoại giữa bao bố của bạn Duy và một người lạ hỏi đường. Mình tin chắc tới bây giờ thì phần nghe cũng như phần nói theo của các bạn đã trở nên tốt hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên, để hỗ trợ các bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn nữa thì các bạn nhớ hãy xem tiếp phần 3. Trong phần 3, mình sẽ hướng dẫn tổng hợp về kiến thức ngữ pháp cho các bạn. Đồng thời, chúng ta sẽ có 3 lần luyện đọc lại theo đoạn hội thoại để giúp các bạn rèn phản xạ nói tự nhiên giống như người nước ngoài. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye, see you next time.